tiếp tục là 8.800 các bác nhá. 8.800, 4 sò sắt đánh cực hay luôn. Giá 3.500.000, giá tại cửa hàng giá chuẩn đét luôn cho anh em nhá. Con này bây giờ cửa hàng bán rất nhiều luôn, cứ có hàng là cửa hàng lại bốc về bán cho anh em. Ghép những đôi loa bass 25-30 thì không phải chê luôn. Có rất nhiều những con âm đi đắt tiền mà cửa hàng thử nghiệm không ghép được loa, mà con này nó ghép được. Ủa wow, con này sò sắt mà nội thất nó khủng, nó đánh hay. Con này mắc là 280W anh em nha, mắc con này là 280W, còn điện 100V. Dòng này nó chỉ ghi công suất min trên máy là 100W thôi. Còn mắc của nó là 280W anh em ạ, nội thất khủng, 4 sò sắt, nội thất bên trong đặc kín luôn. Thế nên là rất nhiều khi quay clip nói với anh em là anh em đi mua âm ly mà anh em mua theo oát thì anh em mua làm sao được. Cái oát anh em chỉ tham khảo thôi, nhưng anh em cái quan trọng nhất nó phải nội thất. Cái oát thì cửa hàng vẫn công nhận nó là một tiêu chí, nhưng tiêu chí số 1 thì nó phải là nội thất, sau đến cái oát đúng không anh nha, sau đến thương hiệu. Đấy. Bát nó đánh dẻo không các bác, bát nó đánh quá dẻo và tiếng nó quá trong luôn. Con ba con này 3.500.000 nó là vô đối của Bueller. Ở cửa hàng đang bán chả có nào vượt được con này. Với tầm giá này, nếu với chất âm này.